làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sâu. Bàn tay nắm nắng mưa xa dịu anh trong tiếng thở, đưa tiên anh đi vào đời mẹ Việt Nam ơi. 20 năm ngăn lối rẽ đường về, trời làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sâu. Bàn tay đang gió muôn phương, bàn tay đang gói mộng, đưa tiên anh đi vào đời mẹ Việt Nam ơi. Ai chia ly tan cả ngàn đời. Dạ vâng, Nam Khánh xin kính chào toàn thể quý vị. Clip ngày hôm nay em hãy quay cho quý vị 3 cặp loa Bookcell, trong đó có 2 cặp của Audio và 1 cặp ở giữa này là cặp của Victor. 3 cặp loa trong video clip này giá chỉ từ hơn 1 triệu đồng một đôi các nhé. Đầu tiên thì em quay cho quý vị hai cặp Onkyo trước. Ở trước mặt quý vị đây thì có hai cặp, một cặp là cặp Onkyo D202A các nhá. Bắt 16 cm. Củ lắm châm rất là to, dòng này củ lắm châm 2 tầng, nó còn kẹp thêm một cái lớp chì ở đằng sau nữa. Một con chép đôm lụa các nhá. Nó thùng quách còn khá đẹp và đầy đủ lưỡi căng. Đây, hai chiếc lưỡi căng đây. Đầy đủ tem đồng các nhá. Dòng này thì thùng là thiết kế rất là nặng, góc cạnh thì còn là tương đối là đẹp. 202A các nhé, là rất là nặng. Đây, chiếc này chiếc Rai, công suất là 80W, trở kháng 6 ohm, made in Japan. Cọc loa là cọc loa mạ vàng các nhé. Series của nó là 4074. Đây, trên bên đây còn rất đẹp. Con này thì nó có một chút nó bị co si ở trên trên góc trái này. Cái này thì cũng không ảnh hưởng gì. Đây là phía sau. Đây, phía sau cả hai chiếc Rai nép này. Đây 4074 này. Đây. 4074 các nhá. Một công suất là 80W, trở kháng 6 ohm, made in Japan. Đây là những cái vết bẩn. Nó còn rất đẹp các nhá. Con này thì có thể chơi tốt ở những phòng tầm 20m2, anh em có thể đánh những âm ly tầm 100W là rất ok rồi. Chụp cái lưới căng vào cho quý vị nhìn nhé, tiếng là còn rất đẹp. Đấy. Và logo vàng óng đây, rất là đẹp nhé các bạn nhé. Cặp này thì thanh lý cho quý vị với giá là 1.800.000 đồng các bạn nhé. 1.800.000 đồng cặp Onkyo D202A, chiều rộng của nó là 20, chiều sâu là 24 và chiều cao nó là 33 các nhé. Đấy, công suất là 80W, trở kháng 6 ohm, giá là 1.800.000 thôi, 1.800.000 cho quý vị nhé, cực kỳ rẻ luôn. Tiếp theo bên đây thì em quay cho quý vị một cặp cao cấp hơn, đó là cặp Onkyo D202A 25 mã. Đấy, cặp này thì cũng đầy đủ lưới căng, cái căng cũng còn rất là đẹp, không có bị rách chứ gì, tem đồng đây. Cũng một bát 16cm, 502 tầng và một con chép đôm. Chép đôm này thì nó dòng cao cấp hơn được cái dòng của 202A này. Thì quý vị nhìn như này thì quý vị sẽ biết được là cái chất của nó khác nhau, đời cao hơn. Chép này là chép đôm lụa nhưng mà nó mềm. Còn con này là những cái dòng càng đời cao hơn thì cái chép đôm lụa này nó càng làm cứng hơn các nhá. Nó phủ thêm một cái lớp gì đó ở trên cái phần đôm ấy, nhìn nó đen hơn và nó cứng hơn. 202A 25 mã. Đây là phần em sẽ úp cái căng cho quý vị nhìn. Cái căng còn nguyên zin và có đôi chút bụi thôi, còn không có rách tiếc gì. Cái này thì cái căng bằng nhựa cho nên là anh em có thể giặt giết thoải mái. Đây. Rất là đẹp nhá. Con này thì thiết kế cái thùng của nó hậu rất là sâu. Em sẽ quay như này để quý vị nhìn được cái phần thùng hậu này. Đấy, một cặp này thì sâu 24 thôi nhưng cặp này nó sâu đến 29cm các nhé, và rất là nặng. Đây là phần thùng quách này.
thùng quách còn rất đẹp các nhá. Thùng con này thiết kế hậu rất là sâu, sâu như những dòng limited luôn. Ở đây là phần đằng sau của cặp loa 202A 25 mã. Dòng này thì tất cả những cái con này nó đều làm cái cọc bắp chuối như nhau. Đấy, cọc bắp chuối mạ vàng. Series của con này là 187447, 1847. Đây 1847, trùng series các nhá. Chuẩn một cặp trái phải này, này, nét ra này. Nét ra. Công suất của con này là 80W, trở kháng là 5 ohm made in Japan các nhá. Thùng quách thì đẹp tuyệt vời, căng đẹp. Nói chung là con này thì xuất sắc từ trên đường dưới, còn bên này thì nó có hơi một chút xíu ở co si ở góc góc trái này. Đấy, không ảnh hưởng gì các nhá. Những dòng này nó rất hay bị co si ở những cái mép mép nối này. Đấy, cái này thì không tránh được. Cái này thì em xả rẻ luôn cho quý vị, 1,8 triệu cặp 202A, còn đâu cặp 202A25 mã này thì có giá là 2.500.000 đồng các nhá. Rất là rẻ thôi, 2.500.000 đồng. Cặp loa thì có chiều rộng là 21, chiều sâu là 29 và chiều cao nó là 33. Đấy. Hậu rất là sâu các bạn. Các bạn nhìn cái quả hậu sâu gần bằng cái chiều chiều cao của thùng luôn. Thiết kế y như những dòng là bản limited, những cái bản giới hạn. Đấy. Tất cả đều đẹp, nguyên zin các bạn nhé. Tiếp theo thì giới thiệu cho quý vị cái cặp loa Victor, một cặp loa Victor rất là chất. Thiết kế quả chép đôm viền xoắn như những dòng cao cấp của JBL hoặc Antec các thứ đều viền xéo như này nhá. Một con bát là tầm 14-15 cm, màng là màng cát nhũ. Đấy, nó sử dụng một cái gân cao su non, gân cao su này nó rất là mềm và đặc biệt cái gân cao su này nó màu hơi phớt phớt xanh. Đấy, nhìn rất là đẹp. Thì em zoom lại cho nét cho quý vị nhìn dễ hơn. Cái này cứ đưa tay vào nó lại bị mờ mờ. Đấy, như quý này quý vị nhìn dễ hơn. Đấy, cái màng của nó rất là đều, nhìn đẹp nhé. Và hai con chép đôm. Chép đôm này thiết kế cái dòng JBL nó cũng hay thiết kế cái con chép như này. Đấy, chép còn căng mọng đẹp nhé, không có bị cấn móp gì cả. Đấy, gân cao su còn mềm nhũn này, gân cao su non còn rất là mềm luôn. Dòng này có hai lỗ thông hơi thiết kế phía trước này. Đấy, con này thì dòng Victor này thì đặc trưng của nó cái dải trầm của những cái loa Victor này nó rất là gấu, nhỏ, kích thước nhỏ gọn nhưng cái dải trầm rất là phê. Đầy đủ lưới căng các nhá, đầy đủ lưới căng, hai chiếc lưới căng này. Đấy, logo đầy đủ nhá, không có bị rách gì. Cặp loa thì có chiều rộng là 18, chiều sâu là 25 và chiều cao nó là 29 cm các nhá. Đấy, công suất là 50W một loa, trở kháng 6 ohm. Giá cặp này thì là 1.200.000 đồng, thiết kế cái vỏ gỗ còn khá đẹp. Ở phía đằng trước này thì nó có một cái vết ố, không biết là nó có gì nó rụng vào đây hay là gì mà nó ố, anh em về vệ sinh nhé. Thùng thiết kế màu vân gỗ rất là đẹp này, sang trọng. Con này nó bo cái mặt nó màu màu ghi lông chuột và nó bầu bầu như này, thì cái căng này nó cũng bầu theo cái thiết kế này. Đấy, nhìn rất là độc lạ nhá, cái căng còn đẹp không có rách chứ gì. Công suất là 50W thôi. Anh em có thể chơi tốt ở những phòng tầm 20m2 rất là ok, hoặc là những phòng ngủ. Đây, đây là phần đằng sau. Thùng quách còn ok. Đấy. Cái này là cái hãng họ sử dụng những cái gỗ dăm nhỏ. Cái này em đã gia cố cái viền này bằng cái phần keo để cho nó không bao giờ bị rụng ra nữa. Còn cứ để nguyên này thì theo cái thời tiết của Việt Nam mình nó sẽ bị rụng những cái dăm gỗ này ra. Đấy, cái này em đổ cái keo để cho quý vị nó chắc, cho nó không bị chứ không, nó không bị bể nở gì các nhá. Những cái ván này, những gọi là những cái ván dăm này nó hay bị rụng, cho nên là mình dính keo cái đường viền này. Đấy, dính tí 502 để cho nó không bị rụng ra, nó cứng thành một khối lại các nhá. Đây là phần tem của nó này. Đấy. Victor MD3 công suất là 50W, 6 ohm. Đấy, con này là dòng đời cao này, made in Taiwan. Đấy, những cái dòng đời sau nhé. Series của nó là 1712. Em quay tiếp cái chiếc bên này cho quý vị cái phần số series nhé. Đây, góc cạnh thùng bên bên này nhá, em zoom lại cho nét. Đó, góc cạnh thùng còn rất ok nhá, không có bị bể lở gì cả. Đấy, MD3. Con này là 1712, như vậy trùng series các nhá, trùng một một cặp series.
Cặp này thì có giá là 1.200.000 đồng thôi nhé quý vị nhé. Đánh tốt ở những cái phòng tầm 20 mét vuông trở xuống, rất là ok. Và những dòng này thì rất là dễ ghép đi. Đấy, con này đó, cái chốt ấy căng hơi doãn, động mà phát nó rơi. Đấy. Giá 1.200.000 đồng cho cặp loa Victor MD3. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972451489 các nhé. Rất là rẻ. Những cặp này thì cách đây tầm khoảng 5 tháng hay 1 năm thì toàn tầm giá là 1.800.000 đến 2 triệu, đến có sốt bán hơn 2 triệu cái cặp này. Đấy, kể cả những cái cặp này ngày xưa em bán là nó cũng cái đợt đó nhập cao cho nên là giá nó cũng khá là cao, toàn tầm 1.800.000 nhé. Còn giá hiện tại giờ cặp này có 1.200.000 đồng thôi, cực kỳ rẻ cho anh em chơi. Rồi em xin kết thúc cái video clip tại đây nhé. Hẹn gặp các bác ở cái clip tiếp theo. Các bác có nhu cầu liên hệ cho em. Các bác đi qua nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi các mặt hàng nhé. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại.